Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Như bạn có thể thấy, tôi mặc quần áo Perry đáng yêu phết. Trong suốt tháng 3 này thì Trùng Cuối đang có ưu đãi cực lớn, cụ thể là mua 2 tặng 1 trong cả tháng. Cùng với đó là Trùng Cuối đã bắt đầu nhận in áo theo yêu cầu. Các bạn có thể gửi mẫu cho chúng tôi qua Shopee hoặc Fanpage và chúng tôi sẽ in nó trong vòng nhanh nhất là 20 ngày. Và Trùng Cuối cũng như là Trùng Figure đã có mặt trên Facebook. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để theo dõi những thông báo về những ưu đãi mới của chúng tôi. Đây là câu chuyện về chú bé được, chú bé người gỗ Pinocchio, nhưng suýt thì trở thành phát xít Ý, nhưng đã kịp quay xe để làm con trai ngoan của cha và mang đến cho bạn câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và sự bất tuân. Đây là già Geppetto, thợ mộc lành nghề nhất vùng, vì cả vùng có mỗi ông làm thợ mộc. Và đây là Carlo, đứa con trai độc nhất mà ông rất đỗi thương yêu. Carlo là một đứa trẻ ngoan, cậu yêu thương cha, cậu yêu những món đồ gỗ, cậu yêu bài hát ru. Cậu là ánh dương cuối ngày của Geppetto. Rồi một hôm, khi hai cha con đang tu sửa tượng chúa cho nhà thờ trong làng, thì bỗng mặt đất rung lên, khiến Geppetto biết ngay chuyện gì đang xảy ra, vội hối con trai dọn dẹp rồi về nhà ngay. Vừa ra ngoài cửa, Carlo phát hiện ra mình đã rơi mất quả thông hoàn hảo vừa mới kiếm được, bèn quay lại tìm. Đúng lúc một quả bom rơi thẳng xuống nhà thờ, quả bom lấy đi Carlo và lấy đi niềm vui khỏi Geppetto. Ngày qua ngày, ông già cứ thế mà héo mòn dần, thời gian cứ thế trôi đi. Quả thông hoàn hảo ngày nào giờ đã đâm chồi nảy lộc, còn thời gian của Geppetto thì đã dừng lại từ lúc ấy mất rồi. Đây là Sebastian Jay, một ông dế nhưng sở hữu bộ phát thanh của con người. Hiện đang là một nhà văn nhưng mỗi tội là thời chưa tới. Để hoàn thiện tác phẩm tiếp theo của mình, Sebastian cần một nơi để an cư. Sau khi ngắm nghía khắp, ông đã chọn cái hốc bên trong cây thông cạnh mộ Carlo làm chỗ cư trú cho mình. Nhưng vào chẳng được bao lâu thì khu chung cư này sinh biến. Vào một đêm mưa gió, Geppetto vừa khóc vừa nốc rượu như mọi khi, gào khóc đòi con trai quay trở về như mọi khi. Rượu đã ngấm nên tâm dễ quạo, Geppetto manh động đến độ lấy rìu chặt phăng cây thông ấy đi, lấy gỗ mang về. Và trong cơn say, ông cố tạc ra Carlo từ khúc gỗ vô tri. Và tôi ghét phải xấu tính nhưng mà ông tạc khuôn mặt xấu và... Khi cơn say và cơn đau hết tác dụng thì con rối cũng đã hoàn thiện. Geppetto mới chịu quay đầu đi ngủ, không hề hay biết rằng một thần rừng xuất hiện trong nhà ông, mong muốn chữa lành tâm hồn ông thông qua con rối gỗ kia. Thấy bà thần này mon men làm gì đó với nhà mình, chú dế liền lải nhải về số đỏ và quyền sở hữu các thứ. Nhận ra khứa dế này cũng văn hay chữ tốt, vừa sạch chữ đẹp, bà đưa ra một offer. Nếu Sebastian có thể chăm sóc và đào tạo cậu bé người gỗ này thành người tốt, thì ông sẽ nhận được một điều ước, khát khao được xuất bản cuốn tự truyện của mình. Sebastian không lưỡng lự mà đồng ý luôn. Thần rừng giờ mới cast chiêu, ban cho con rối sự sống và đặt tên cho nó là Pinocchio. Geppetto thức dậy thấy người gỗ biết nói thì suýt nữa cắn lưỡi, nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại. Pinocchio leo lẻo gọi cha và tò mò tay máy khám phá mọi thứ trong nhà. Mà khám phá ở đây là khám xong rồi phá. Cứ sau một câu hỏi, Pinocchio lại đưa thứ gì đó về miền dĩ vãng. Nếu cứ để con rối khủng này hoành hành thì nhà ông có khi còn cái móng, nên ông vội đẩy ngay nó vào nhà kho. Thấy cũng tội nhưng thôi đành chịu, bởi bây giờ ông phải đi nhà thờ. Nhốt Pinocchio lại thì còn hơn là để nó đốt luôn cái giường của ông. Với cái máu khám phá đang dồn lên từng thớ gỗ, thì đời nào Pinocchio chịu ngồi yên. Kệ lời ông già và sự can ngăn của Sebastian, cậu lần mò đến nhà thờ với bộ dạng độc lạ như vậy và trở thành tâm điểm chú ý cho cả làng. Ông thợ mộc khẳng định đây chỉ là con rối để giải trí thôi, nhưng Pinocchio lại khăng khăng mình là con người 100% nguyên chất. Thế là cái mũi của cậu dài ra, khiến mọi người càng thêm hoảng sợ. Trước sự hỗn loạn đó, cha xứ yêu cầu ông cụ phải mang con rối này đi ngay, lại còn của trách ông lo làm trò dở hơi, trong khi tượng chúa thì mãi vẫn chưa hoàn thiện. Tối hôm đó, cha xứ, ông lính Podesta cùng con trai sau đó ghé đến nhà Geppetto để bàn về vấn đề quản lý Pinocchio. Trước thái độ đã lồi lõm lại còn có tính nghịch ngu của cậu bé người gỗ, Podesta yêu cầu Geppetto phải cho cu con đi học ngay ngày mai để nó rèn lại cái tính kỷ luật. Ngày hôm sau, Pinocchio theo cha vào thị trấn. Sự độc lạ của cậu bé đã va vào cái mắt đục thủy tinh thể của một con khỉ đang công tác tại rạp xiếc. Thấy con rối gỗ đi lại nói cười, nó liền ba chân bốn cẳng tức tốc về báo tin cho chủ gánh xiếc. Đúng là biết chút ngoại ngữ vẫn hơn. Hú 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 ha ha. Ha cái gì? Mày tìm thấy một thằng nhóc bị máu trắng à? Hú hú. Không vui đâu mày. Nó bị máu trắng cơ mà. Người ta chán xem mấy người máu trắng rồi. Hú 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 ha ha. Một con rối có sự sống á? Lão biết ngay đây là cơ hội để vực dậy gánh xiếc lỗi thời này. Trong khi đó tại nhà thờ, sau khi hoàn tất công tác sửa sang bức tượng, Geppetto đưa cho cậu quyển sách từng thuộc về Carlo. Thấy ông cụ cứ khen Carlo là cậu bé ngoan, Pinocchio cũng hứa sẽ ngoan ngoãn mà đến trường và sẽ làm cho cha tự hào giống như Carlo. Để biến lời nói thành hành động là cả một sự nỗ lực, mà nỗ lực là thứ mà Pinocchio không có. Vừa mới nghe review về trường học của Sebastian, cậu đã có ý định quay xe. Và sau khi va phải lão chủ gánh xiếc, ý chí đi học của cậu lại càng lung lay. Lão hứa sẽ cho cậu chu du đây đó mở mang tầm mắt. Lão hứa về hào quang nổi tiếng, và lão hứa về những chiếc kem, những cốc sô-cô-la nóng. Pinocchio còn cách nào khác ngoài nghe theo ư? Lão chủ gánh xiếc chỉ chờ có thế, moi ngay ra một bản điều khoản dịch vụ dài dòng cho cậu ký.
rồi đưa cậu đi trong sự bất lực của Sebastian. Chuyện đứa con trai ham chơi không đi học đến tai của Geppetto, ông liền vội vàng đi tìm cu cậu về. Khi đến gần trường học, Geppetto phát hiện ra cuốn sách của Carlo cùng Sebastian đang dẹp lép như con tép ở bên dưới. Phía xa xa nơi gánh xiếc đang văng vẳng tiếng hát của Pinocchio. Ông liền tìm đến nơi để đưa cậu về. Và trước những câu hỏi của cha, Pinocchio đã chống chế bằng một câu chuyện nghe rất ảo ma Lazada nhưng mà lại vô cùng thuyết phục. Và cứ mỗi câu nói dối cậu phun ra, mũi cậu lại dài thêm một đoạn. Nhìn con gà đẻ trứng vàng của mình bị đem đi kiểm dịch, gã chủ gánh xiếc vội lao ra quyết đòi lại bằng được. Sau một hồi giằng đi giật lại thì cả hai cùng buông đôi tay ra, khiến Pinocchio văng ra đường và bị một chiếc xe tông phải. Mọi người nghĩ Pinocchio đã chết ư? Đúng là cậu bé người gỗ đã chết, nhưng mà chết đâu phải là hết. Đang được mấy chú thỏ đen khiêng về nơi an nghỉ thì Pinocchio bật nắp quan tài. Lũ thỏ lần đầu thấy vụ này, bèn để cậu đi gặp boss của chúng, một nữ thần của chốn âm ti. Bà ta giải thích rằng Pinocchio sẽ không bao giờ chết, mà cậu chỉ lên bảng đếm số theo nghĩa đen, đếm số xong hồi sinh. Nhưng thời gian đếm số cũng sẽ lâu dần theo số lần chết và lặp đi lặp lại đến tận cùng thời gian. Chưa kịp hỏi thêm thì Pinocchio đã trở về với dương thế, thấy đứa con đã sống lại. Geppetto sung sướng vô cùng vội đưa con về. Nhưng khoan, sao vội thế ông già? Gã chủ gánh xiếc bỏ bản hợp đồng có chữ ký của Pinocchio ra khè và cho Geppetto hai sự lựa chọn. Một là nhả con hàng về lại gánh xiếc, hai là trả 10 củ lira tiền mặt trước khả năng hồi sinh kỳ lạ của cậu bé người gỗ. Podesta cũng muốn cô cậu gia nhập quân đội để trở thành Capitano Italy. Tự nhiên lại phải hứng tai bay vạ gió. Già Geppetto nổi giận, oán trách Pinocchio không thể ngoan ngoãn như Carlo và mắng cậu là một gánh nặng. Những lời nói đó đâm thẳng vào trái tim gỗ của Pinocchio và khiến cậu cứ nghĩ ngợi mãi. Nghĩ nhiều nghĩ dai lại thành nghĩ dại. Sau khi viết thư để lại và nhốt Sebastian vào cái cốc, Pinocchio liền đến tìm gánh xiếc, bảo rằng hãy gửi tiền thù lao của cậu về cho cha già, có thế thì cậu sẽ tham gia đoàn xiếc. Và lão chủ gánh tham lam liền đồng ý. Sáng hôm sau, khi Geppetto tỉnh dậy nhưng không thấy Pinocchio đâu, tìm quanh nhà chỉ thấy con Sebastian đang nằm bẹp dí trên sàn. Hỏi ra thì mới biết đứa con trai đã đi theo gánh xiếc mất rồi. Hiểu ra rằng mình đã làm tổn thương cậu bé, Geppetto liền ra quyết định sửa sai lỗi lầm của mình bằng cách lên đường đi tìm con. Nhưng mà đôi chân già nua thì làm sao mà dí được với đoàn xe gánh xiếc. Sau những buổi biểu diễn, danh tiếng của con rối sống này ngày càng vang xa và lọt vào lỗ nhĩ của những người đứng đầu nước Ý lúc bấy giờ. Nhờ thế mà họ được ban cho cơ hội biểu diễn cho ông ta xem tại Catania. Biết được điểm cuối của chuyến lưu diễn, Geppetto vội thuê một con tàu để đến bên đó càng sớm càng tốt, bất chấp những lời cảnh báo về con đường đến đó sẽ phải đi qua. Một vùng biển chứa đầy bom và đặc biệt là một con thủy quái to bằng 20 con tàu rất khát máu. Cứ ngỡ rằng câu chuyện về con thủy quái đó chỉ là câu chuyện lừa trẻ con, ai ngờ nó tồn tại thật và nó nuốt gọn con tàu chở Geppetto. Ở một diễn biến khác tại vị trí của Pinocchio, vì buổi biểu diễn quan trọng sắp tới, cậu bé người gỗ sẽ bị ép tập luyện quên ăn quên ngủ, quên cả việc trải lại tóc tai, ghen tị với Pinocchio vì cướp mất vị trí ngôi sao của mình. Con khỉ của chủ gánh xiếc liền bày trò khịa đều, tiết lộ cho cậu biết rằng tiền công của cậu đã bị lão chủ gánh xiếc nuốt sạch. Làm gì có gửi đồng nào cho cha cậu đâu. Ai dè lão chủ gánh xiếc lại nghe thấy và quật cho con khỉ tơi tả vì để cái mỏ đi chơi xa quá. Thấy bạn diễn của mình bị hành hạ, Pinocchio ra sức ngăn cản, đe sẽ từ chối biểu diễn nếu ông ta không gửi tiền về cho cha mình. Đã thế lão chủ gánh xiếc cũng chơi bài ngửa luôn. Trong mắt lão, Pinocchio chỉ là nô lệ kiếm tiền, và khi cậu hết hạn sử dụng thì hắn sẽ tháo cậu để bổ sung chất đốt cho lò sưởi. Nhận ra bộ mặt thật của lão, Pinocchio và con khỉ đã hợp tác với nhau để biến tấu một bài vốn để ca ngợi thành một bài hát châm biếm ngay trong buổi diễn quan trọng hôm đó. Khiến tên lãnh đạo tức bầm cả mặt, lệnh giải quyết cậu bé người gỗ, tiếng súng nổ lên và Pinocchio trở về chốn âm. Trong cuộc gặp gỡ này, con quái vật nói cho Pinocchio hiểu việc cậu bất tử không phải là thứ tốt đẹp cậu nghĩ, bởi vì những người thương yêu cậu không bất tử như cậu. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nghèo ý bà ta nói thì Pinocchio đã bị trả về dương gian. Lần này Pinocchio tỉnh dậy trên một chiếc xe quân sự đang đưa những chàng trai lên đường nhập ngũ. Ở trại huấn luyện này, lũ trẻ con sẽ được dạy cách để lớn lên trở thành phát xít. Đi cùng với Pinocchio còn có Candlewick, đứa con trai của Podesta. Chỉ sau một màn tâm sự mỏng, đêm rét không chung chăn nhưng họ đã trở thành đôi tri kỷ. Bắt đầu ngày đầu tập huấn, tiểu đội mới gia nhập được chia làm hai đội. Mỗi đội sẽ được trang bị súng sơn cùng lựu đạn hoa giấy để giành lợi thế treo cờ của đội mình lên và giành chiến thắng. Cuộc chiến diễn ra 19-19,25. Sự cân bằng có diễn ra khi cả Pinocchio và Candlewick cùng trèo lên để kéo cờ. Sau một lúc giành giật, cuối cùng họ cũng bắt tay đồng ý kèo này hòa và cùng treo cờ cả hai lên. Podesta thấy thế lạnh lùng chìa khẩu súng ra, bảo con trai bắn Pinocchio ngay và luôn. Nhận ra được sự ích kỷ và độc đoán của người cha mà mình hằng tôn kính, Candlewick bật ông Bo chăn chát. Và thế là ông Bo quyết định thằng này làm con trai ông hơi lâu rồi đấy. Ông ném cậu bé xuống hào và chuẩn bị ra tay xử lý Pinocchio. Để giải cứu người anh em mới thân, Candlewick nhặt khẩu súng sơn, sấy thẳng vào mặt ông già nhà mình, khiến ông ta choáng váng mắc vào tấm lưới gần đó. Đúng lúc trại bị tấn công và một ông bị quả bom rơi thẳng vào đầu. Do ở khoảng cách gần với vụ nổ nên Pinocchio cũng bị ảnh hưởng mà văng. Cái đen chưa qua thì vận xui lại đến.
Rơi đâu không rơi lại rơi trúng vào vị trí tên chủ gánh xiếc đang chờ sẵn sau màn biểu diễn đi vào lòng đất của cậu bé người gỗ. Gã đã mất tất cả và hắn tìm đến đây để trả thù, để ngăn chặn khả năng hồi sinh của Pinocchio. Cách tốt nhất là đưa lên giàn hỏa thiêu. Trước nguy cơ sắp bị chuyển hóa thành dạng than, Pinocchio cầu xin sự giúp đỡ của con khỉ. Cân nhắc tốt xấu xong xuôi, nó quyết định về phe Pinocchio. Dồn hết tất cả sự căm phẫn bấy lâu nay, nó cố tấn công lão chủ. Cho đến khi nó cùng lão rơi xuống bờ đá, con khỉ may mắn rơi tõm xuống nước, còn lão chủ thì không. Do bom mìn ở khu tập huấn vẫn tiếp tục nổ, gây ra dư chấn dữ dội làm vách đá nứt ra, đưa Pinocchio cũng rơi thẳng xuống biển, lạc trôi giữa mênh mông toàn là nước ấy một thời gian. Pinocchio cùng con khỉ phát hiện ra một hòn đảo, nhưng hòn đảo này nó lạ lắm. Nó chính là con thủy quái đã làm gỏi tàu của Geppetto. Trong niềm vui của sự đoàn tụ của hai cha con là nỗi lo trở thành chất thải của con cá. Nhưng trời xanh không bịt đường sống của người tốt. Sebastian phát hiện ra họ có thể thoát bằng lỗ thở của con thủy quái. Dù đã trèo lên đỉnh của ngọn hải đăng, nhưng khoảng cách vẫn là quá xa. Đó là cơ hội để bốc phét thần trưởng lên tiếng, để tạo ra một cây cầu giúp họ gần lại hơn với cơ hội thoát ra. Nhưng phải nhờ đến trò ngoái mũi hắt hơi thì tất cả mới tẩu thoát thành công. Miếng ăn đến dạ dày rồi mà còn để lọt ra ngoài, khiến con thủy quái không cam tâm. Nó quyết tâm đưa tất cả về lại bụng nó một lần nữa. Sau khi nuốt Pinocchio của một quả bom, thì nó tiến sát đến Geppetto và con khỉ. Để bảo vệ cha, Pinocchio liều mình kích hoạt quả bom đang mắc lại, biến con thủy quái thành một đống thịt vụn. Nhưng do dư chấn của vụ nổ đã khiến Geppetto bất tỉnh, nếu không ai cứu thì ông sẽ bị vùi thây dưới đáy biển. Hiểu được điều đó, khi đi xuống dưới âm ti, Pinocchio liền cầu xin cho mình được trở lại dương thế càng sớm càng tốt. Nhưng theo luật thì cậu phải chờ để hồi máu. Luật sinh ra là để bị phá mà, muốn phá thì phải trả giá. Và cái giá cho việc trở lại sớm hơn này là đánh đổi sự bất tử của Pinocchio. Không chần chừ dù chỉ một giây, Pinocchio liền phá vỡ chiếc đồng hồ cát, kịp trở về để cứu cha. Tất cả đều được dạt vào bờ mà cái mạng còn nguyên, nhưng Pinocchio thì không được may mắn như thế. Trong nỗi đau xé lòng của người cha vừa gánh chịu nỗi đau mất con lần nữa, tất cả đều đổ lệ thương tiếc cho cậu bé tốt bụng hiếu thảo, cảm thông trước người đàn ông xấu bạc. Thần rừng lần nữa hiện thân, Geppetto cầu xin bà hãy làm gì đó để cứu lấy đứa con của ông. Nhưng đây là lựa chọn của Pinocchio, nên bà cũng lực bất tòng tâm. Nhưng khoan, hình như ta đã quên điều gì đó thì phải. À đúng rồi, điều ước của Sebastian. Tuy quá trình có fail nhưng thực sự Pinocchio đã trở thành một đứa trẻ ngoan. Vậy nên thần rừng đồng ý làm theo thỏa thuận. Điều ước của ông không gì khác, chính là cứu sống Pinocchio. Và rồi phép màu đã đến cứu rỗi sinh mạng của cậu bé hiếu thảo. Hai cha con lại một lần nữa đoàn tụ với nhau. Thời gian cứ thế trôi đi, ông Geppetto cũng khuất núi, Sebastian cũng gửi lời tạm biệt, và chú khỉ già cũng nối gót đi theo. Chỉ còn lại một mình Pinocchio lên đường khám phá thế giới, và hy vọng là thế giới cũng sẵn sàng để khám phá cậu. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.